Hello, xin chào các bạn nhé. Đã được hơn 1 tháng rồi, mình mới đi xem vườn dâu của mình. Và như này đây, toàn cỏ với cỏ. Tại vì có thời gian vào chăm nên là mình có thời gian nhổ cỏ nên là cỏ rất là nhiều. Nó vây quanh luống hết. Vâng, và bây giờ là tháng 6 rồi. Quay tháng 6 rồi. Mình trồng được hơn 1 tháng, mình trồng từ hơn tháng gần tháng 5 ấy, là được hơn 1 tháng rồi đó. Hôm nay mình có và chiều nay thì mình có thời gian thì mình vào vườn xem dâu tây của mình. Dâu tây vẫn xanh tốt và nhiều cỏ. Vâng, và tháng 7 rồi nha, mà đây là những quả trái mùa. Đây là những quả trái mùa. Đây. Và xin giới thiệu các bạn nha, đây là cây nhật cao này. Đây có quả những cây mà đặc có quả này là cây nhật cao. Còn mình là trồng xen với nhật lùn. Đây là nhật lùn. Nhật cao nhìn nhìn nó rất nhìn nó khác biệt hoàn toàn. Những em mà trồng dâu rồi thì sẽ biết dòng ở nhật lùn. Đa số là người ta biết nhật lùn nhiều. Ưu điểm và nhược điểm của dâu nhật lùn thì chắc các bạn cũng biết rồi. Rất ngọt thơm. Còn nhật cao thì nó sẽ chua hơn nha các bạn, nhưng nó vẫn thơm. Để mình trồng xen ké cả lùn cả cao, nhưng mà lùn là nhiều. Tại nhật cao này là mình nhân lên xong là mình lấy giống thì lấy phải thôi, chứ không thì mình không trồng xen nhau đâu. Những người trồng dâu tây thì biết dòng dòng nào với dòng nào, chứ người không biết thì nó không biết là hái phải những dâu mà nó chua hơn. Nhưng mình đi hái thì mình sẽ biết những cây nào là cây ngọt. Cây rất là xanh tốt. Cây nhật lùn này nó chịu nhiệt tốt hơn cả Tsuchidomiya, tức là nhật Hana ấy. Nó chịu chịu nhiệt tốt hơn. Đây là trồng ngoài nắng nha các bạn. Đây là trồng ngoài nắng. Nó chịu nó tốt hơn nhật Hana nhiều. Và mình sẽ đi thăm luống xem luống nhật Hana nhé. Nó sẽ không chịu nhiệt giống như là cây nhật lùn này. Đây ạ, đây là dòng Hana đi ạ. Em trồng thì nó ngả lên ngả xuống đi ạ, tức là khô quá ăn không có thời gian tưới nước nên là nó cây nó ngả lên ngả xuống. Yeah, cây héo một luống thì nó chết đi, một luống 10 phần thì nó chết đi 4 phần. Đây nhìn những dòng Hana, những dòng Hana là chắc các bạn thức trồng dâu thì đều biết những dòng này, tại vì dòng này rất là phổ thông nên là nhiều người trồng. Dòng này thì có ưu điểm là ngọt ngọt đậm rồi, nó không thơm thôi, nó không thơm lắm thôi, chỉ thơm một chút. Chứ ai mà thích ăn ngọt thì giống Anna thì ngọt này. Ăn nó ngọt dễ ăn, trẻ con thích ăn. Chứ mình thích ăn mà mùi vị chuẩn dâu tây thì trồng giống New Zealand hay là giống Nhật lùn ấy. Nhật lùn thì nó thơm, chuẩn vị. Nhưng mà quả nó thì mềm, vẫn hái như là chỉ ăn ngay thôi. Lâu rồi mình không ra vườn. Làm này làm nọ lâu lâu vào vườn.
và mình cũng đang chuẩn bị trồng 1.000 cây nữa. Tầm một tuần là mình trồng xong, bây giờ mình đang làm ruộng. Quả trái mùa, cái dòng nhật nhật cao này nó quả quanh năm luôn, quả nó quanh năm luôn. Đây này, quả trái mùa này, quả bé tí bé tí. Có quả quanh năm, trái mùa thì nó quả không được ngon và to, nó sẽ hơi chua. Chúng ta xong xem cái dòng nhật lùn này nhá. Đây, dòng nhật lùn này nó vẫn có hoa nhá các bạn. Nhưng mà mùa này sâu bọ nhiều nên là nó ra quả thì cũng bị sâu bọ nó ăn thôi. Dòng nhật lùn đang có hoa, mình thường sẽ ngắt đi nhưng mà thôi mình kệ, sẽ ngắt đi là nuôi mẹ thôi mình kệ. Đây những dòng này đã có hoa này, có âm âm này, một quanh năm luôn chứ. Mùa dâu của nó là tháng 10, tháng 9, tháng 10, tháng 11 là cho thu hoạch rồi. Bây giờ vẫn có hoa này. Đây, của bé Ti này. Cắt một miếng như vậy cũng ăn được nha các bạn, ngọt cũng nó không chua đâu, ngọt thơm lắm. Ở video của mình đến đấy thôi, lâu thăm vườn nên là quay vài video để đăng lên cái kênh của mình về dâu tây chứ. Nên là mình cũng quay sơ sơ. Mình sẽ ăn quả này để sẽ đánh giá xem cho các bạn xem nha. Đây cây nhật cao nha. Rất là thơm này. Thơm chua nhẹ. Thì quá tuyệt vời rồi. Giống này là hình trái tim nha, quả hình trái tim nha. Nó quả này nó hình quả dạng New Zealand. Trái mùa nên là nó quả cũng được đều. Đây. Quả nó cũng dè dài ra. Chứ bình thường là nó ra quả hình trái tim. Video mình đến đây thôi.